Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft ở săn kho báu. Hôm qua thì mình có được một cái áo giáp mới nè. Mình thấy nó cũng tương đối tốt so với cái giáp cũ của mình, nên mình sẽ cường hóa cho nó một tí đi nha. Để có gì nó còn có những dòng giúp tăng cái chất lượng của áo giáp lên thì sao. Dòng Final Shot này khá là lạ nha. Ép thử luôn. Nó còn cho mình thêm dòng Reckless cấp độ 3 nữa cả. Toàn là những dòng mới toanh á. Hy vọng là sau khi ép xong thì giáp mình sẽ tốt lên một xíu. Còn về cái nón thì hiện tại nó đã hư khá là nhiều rồi. Mình thì đồng hành cùng cái nón này cũng một thời gian rồi đó, cũng không nỡ bỏ. Nên bây giờ chúng ta sẽ lấy một cái mảnh sửa chữa ha. Khi khám phá thì mình sẽ rất là dễ bắt gặp những cái mảnh sửa chữa này. Nó sẽ có công dụng là phục hồi lại cái độ bền cho món đồ thế giới kho báu của mình ha. Đó. Thôi kệ, ăn nón này tạm thời cũng tương đối ok đối với mình mà. À, sẵn tiện đang nâng cấp thì mình sẽ lấy thêm một quyển sách chậm hỏng đi, để mình có thể ghép vào cái phần 500 của mình. Đây, sách chậm hỏng đây. Mình sẽ lấy ra ha. Rồi ghép vô cái 500. Ủa sao kỳ vậy? Rõ ràng ở đây có thể ghép được chậm hỏng rồi ta. Nhưng mà khi mình cho vô cái đe thì không chịu, không cho mình ghép này. Rồi luôn, bịp luôn. Lại bịp rồi. Oh no. Mặc kệ bịp, giờ mình đi khám phá tiếp, đi săn kho báu tiếp ha. Nhiệm vụ của mình trong ngày hôm nay là cày lên cấp 50. Vì khi lên cấp 50 mình sẽ mở khóa thêm được một cái talent khác nữa. Nó có tên là Artisan. Hoặc nếu mình muốn khám phá và loot được nhiều đồ xịn hơn thì mình có thể nâng cấp cái thợ săn kho báu này ha. Mình có quyền chọn một trong hai thôi. Nên mình cũng khá là phân vân nè. Nhưng mà thôi, trước mắt là chúng ta đi khám phá trước đi ha. Rồi về chúng ta quyết định sau cũng được. Bé sói đi ra. Đi ra nào. Qua đó nguy hiểm lắm, biết không? Đi ra đi. Rồi, mình sẽ kích hoạt cánh cổng lên nhá. À, mà chuyến này đi thì hơi lạ một xíu. Mình sẽ mang theo cả bé rồng của mình luôn. Đó, bữa nay mình sẽ dẫn bé rồng qua thế giới kho báu á. Một xíu mà gặp boss cái mình sẽ thả rồng ra cho rồng ăn thịt con boss luôn. Kế hoạch của mình là như vậy. Nghe cũng khá là hợp lý ấy chứ. Rồi, đi luôn. Không có chần chờ gì nữa. Bước qua luôn nhá. Hên xui may gũi nào. Ê, nhưng mà khoan. Ê. Ủa, cái áo này đang tốt mà. Trời đất ơi, chế tạo cái áo nó trớt quớt luôn. Bình thường mình cũng được mười mấy trái tim, mặc xong bây giờ mình còn có 8 trái tim à. Rồi đánh đấm cái gì nữa. Thôi không, thôi xong rồi. Toan thật rồi. Đang xịn enchant phát. Giấm yêu luôn. U là trời. Cái này giờ chỉ để trưng bày thôi chứ mặc gì nữa. Nghĩ mà buồn á. Rồi mặc tạm cái này đi ha. Mới khởi đầu là thấy bất ổn rồi đó. Rồi. Và lần này là mình sẽ cần tìm 3 phiến đá cổ thôi à. Mình được búp gì đây? May mắn. Nhưng mà hơi khó hơn một xíu thôi. Cũng được. A few moments later. Ôi cái gì? Oh my god. Yêu. Con Reaper nó nổ gần cái chỗ TNT. Rồi luôn, chút xíu nữa là đi bán muối luôn rồi. Ui, nguy hiểm quá à. Ồ, phiến đá đầu tiên luôn nè. Ôi, nhưng mà mình phải cẩn thận hơn nha. Nếu mà xảy ra trường hợp như vậy nữa thì toan đấy. Nữa này, Reaper nữa này. Hai đứa đang đánh lộn. Reaper mà đứng cạnh TNT là giống như là x2 sức mạnh vậy. Cực kỳ nguy hiểm. Giang hồ biển. Tới số giang hồ biển nha. Lâu lắm rồi mới gặp giang hồ biển. Sự bắn giang hồ biển luôn. Mà ở dưới nó có quá trời vụn netherite cơ. Quặng netherite chứ nhầm. Mình nghĩ là mình nên xuống dưới để mình đào ấy. Lú gì.
Lũ lũ lên nè, xử luôn. Đủ chưa? À, mới 8 linh hồn thôi. Mình cần thêm 2 linh hồn nữa. Đây, và đằng kia nữa. Ha ha, giang hồ biển. Giang hồ biển cầm đinh ba. Bắn đã thiệt cơ chứ. Rồi, giờ thì xuống dưới lấy bụng netherite thôi. Ôi da, nhưng mà có vẻ hơi căng nha. Nó ở dưới nước lận. Không biết lấy kịp hay không nữa. Tiếp theo là mở cái rương này. Ồ, bèo nha. Không lẽ ăn xíu về mình nâng cấp cái kỹ năng lút rương nó ra độ xịn nhờ. Hay là chế tạo, nâng cấp kỹ năng chế tạo, hai cái đều tốt hết. Tiếc ghê không được nâng cấp cùng lúc hai cái thôi, phải được rồi mình cũng nâng á. Rồi tiếp theo mình tới căn phòng cần phải đào bới rồi. Căn phòng này mình cần phải đào ra thì chúng ta mới có thể thấy được đồ xịn ha. Ê, Ripper. Nguy hiểm vậy. Để mình bới ra cái đó. Đó đó đó, ở dưới nó giấu rương kìa. Thấy rồi nha, hổm rài mình không có chịu đào thôi. Bữa nay để ý rồi mình sẽ đào. Để chúng ta lấy rương ha. Còn ở tầng dưới thì sao? Nè nè, tầng dưới cũng có dấu rương nha. Ơ à. Ủa, mình đang có hiệu ứng may mắn mà sao toàn rương độc vậy? Rồi được. Ủa, có phải thật may mắn không vậy? May mắn gì mà toàn rương độc với rương phát nổ lần sau? Đây, 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 phiến đá thứ hai rồi. Sẵn tiện mình sẽ khám phá thử trong mấy cái chỗ con cá các thứ đồ có. À, có quặng rồi ha. À, ra là vậy. Kế cái căn phòng thủy cung là phiến đá cuối cùng luôn. Được, được. Mình sẽ tranh thủ mình loot nốt mấy cái rương trên đồ cây cái đó. Tại căn phòng này nhiều rương trên đồ cây lắm. Ăn táo vô trước nè. Kỹ năng là cũng chuẩn bị sẵn nè. Uầy, tính ra bây giờ mình có tới tận 2 đồng minh lận á. Thơm thiệt, thơm thiệt. Nhưng mà cũng phải xử mấy cái thanh niên zombie các thứ. Ủa, căn phòng này còn cái rương thử thách kìa. 100 cấp, ui. Nghĩ sao đổi 100 cấp. Thôi 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 thôi, nó bịp đấy. Không đổi đâu. Vô đánh boss luôn nè, đánh nhanh gấp gọn. Rồi, kêu rộng ra. Xúc nó rộng. Mình sẽ kêu Eternal mình ra nữa. Ôi, rộng mình ngủ mất rồi. Dẫn rộng đi đánh nhau gấp cuộc rộng đi ngủ. Ây da, ui sao con. Ui, sao con quy lửa mạnh vậy. Ô mày chui. Con quy lửa mạnh lắm. Trời đất ơi, dẫn gồng đi đấm nhau rồi gồng đi. Ủa cái gì vậy, Eternal? Thánh thần ơi. Đồng đội với nhau. Eternal giết rồng mình luôn rồi. Thánh thần à. Cái gì vậy, sao giết rồng? Rồi luôn rồng ơi. Anh xin lỗi. Rồng của tôi Eternal không kịp. Trời ơi. Lúc đi anh còn cưỡi em được mà lúc về còn bộ xương không. Khôn nhà dạy chợ hả. Thiệt luôn á, mình thấy bây giờ mình ổn Eternal ghê luôn á. Cho ăn burger, cho ăn tùm lum thứ, mặc giáp xịn, kiếm xịn. Xong rồi đi giết gồng tôi. Không hiểu luôn. Đồng đội với nhau mà cũng đấm đá nhau vậy đó. Mình sẽ xử. Dẫn cá chấm thất mình xử thanh niên boss này trước đi. Rồi sau đó chúng ta về nhà tính sổ với Eternal sao ha. Dạ. Sao boss này mạnh vậy. Này thì boss nè. Rồi, mình đã xử gọn được boss rồi. Ừ, Ripper nổ đi. Nổ banh xác Eternal cũng được nữa, mình không có cứu đâu. Ừ, vừa cái tội cho chết luôn, không cứu luôn. Không hồi sinh luôn. Anh xin lỗi nha rồng. Anh thực sự rất xin lỗi em luôn. Thôi từ từ đợi mình xíu, mình chuẩn bị nguyên vật liệu, mình làm cái chỗ tưởng niệm cho rồng của mình cái đó.
Em đã hy sinh một cách rất là lãng xẹt luôn á. Ê, tình luôn á, mình tưởng là trận chiến này mình và Rồng sẽ cùng nhau đánh bại cái con boss ở bên đó. Mình không trách Rồng là Rồng đi ngủ, nhưng mà mình trách ở đây là cũng một phần là lỗi mình không để ý đến Rồng. Một lúc sau mình thấy Eternal của mình tự nhiên chọt chọt vô Rồng là mình thấy nghi sai sai rồi. Nhưng mà hậu quả là Rồng của mình đã ra đi mãi mãi rồi. Một phần cũng là lỗi của mình hơi vô tâm với Rồng rồi. Tiếc quá à. Dù sao thì mình và Rồng cũng có những kỷ niệm với nhau một thời gian chứ bộ. Nhưng em ấy đã hy sinh kiểu này thì mình cũng khá là buồn luôn á. Yên nghỉ nha Rồng. Một người bạn của mình đã ra đi rồi. Còn Eternal của mình bây giờ không biết nên gọi là bạn hay kẻ thù nữa. Nhiều pha xử lý mình nói thật. Hôm qua tắm nhung nham là mình thấy mình nóng máu rồi. Bữa nay còn xử luôn cả Rồng của mình. Đừng tưởng ha, là nữ mình hay tha nha. Không cho ra trận luôn. Nóng rồi. Ủa mà khoan. Ủa không ra trận ai quýnh tiếp mình ta? Ô mình phạt cái khác đi. Chứ mình phạt gì thì hơi lỗ mình á. Mình cũng tốn đủ thứ để có được Eternal mà. Ừ mình khổ sai. Mình đi đánh boss nha. Mình cho boss quýnh sắp mặt luôn. Hành hạ luôn. Ừ vậy đi. Vậy mới vừa cái bụng của mình. Còn bây giờ thì cùng mình mở cái rương boss này nhá. Nãy giờ giận cái vụ em Rồng chết xong là mình thấy hơi quạo rồi đó. Boss lần này cho mình một mảnh, có đúng một mảnh nón thôi. Oh man, hơi bèo nha. Sao giờ nhờ? Giờ thì mình nên nâng kỹ năng nào giờ? Mình đã đủ cấp để chúng ta có thể nâng được một trong hai cái talent này rồi. Một là chế tạo đồ xịn, hai là loot được đồ xịn. Chọn cái nào giờ ta? Loot đồ xịn mình nghĩ cũng ok á. Ừ, chắc mình sẽ chọn loot đồ xịn đi. Mình chăm chỉ đi khám phá. Loot mấy cái rừng bự bự á cũng ok. Rồi, quyết định vậy đi. Mình chọn cái thợ săn kho báu nha. Hy vọng là khi mình loot sẽ ra thật là nhiều đồ tốt nha. Còn bây giờ thì mình vẫn phải kiểu như là chế tạo thêm áo rồi. Áo mình bây giờ nó dởm quá. Giáp mình không cứu được thì chắc mình sẽ phụ thuộc vào cái... Ờ cái ủng mình cũng là ủng xịn rồi. Vậy là bây giờ mình còn thiếu một cái nón với một cái quần xịn đúng không? Được. Hai cái này thì mình có nón nè. Quần. Rồi luôn, có hai thứ này luôn. Giờ thì cùng mình run nhá. Hên xui may rủi thôi, biết sao giờ. Bữa nay là quá xui rồi. Mất em Rồng là thấy xui lắm rồi. Hy vọng là công việc chế tạo nó sẽ đỡ xui hơn nha. Cho đồ mới đi. Mới đi. Mới. Rồi luôn, có đúng một cái quần mới luôn. Quần mới này chất lượng nó là chất lượng thường à. Nhưng mà ít ra nó có hai cái điểm nâng cấp nè. Cũng được đi nhá. Wow, nhìn cũng ngầu đó. Còn nón thì sao? Nón thì không có bất kỳ một cái nón xịn nào luôn. Tiếc thiệt sự chứ. Rồi luôn rồi. Bữa nay không ngóc đầu nổi luôn rồi. Nay xui đều luôn á. Thử lần này coi. Coi có ron ra cái nón mới không. Vẫn không ra. Ơ kìa. Còn hai mảnh cuối cùng nè. Để coi có chịu ra nón mới không. Ra nón mới hay cái gì mới cũng được. Thôi dẹp đi. Đủ rồi. Nhân phẩm mình tới đó là được rồi. Chén không buồn nói luôn. Rồi cần hóa cái quần lại cái đi. Đừng có ra cái dòng gì mà giảm trái tim nữa nha. Ô oh, cái dòng lần này là nó tăng trái tim. Đúng không? Nó có tên là Life Boost cấp độ 3 lận. Kiểu tăng sự sống hả? Là sao nhờ? Cái dòng đó một xíu mình đi khám phá mới biết được. Nhưng mà hiện tại thì mình đã hết cái viên đá kho báu cũng như là pha lê kho báu rồi. Hết sạch luôn rồi. Không còn viên nào hết nên mình bắt buộc mình phải mua thêm á. Và lúc mình vét lại những cái trader core thì có một cái trader core bán cho mình đá kho báu á. Cũng ok, bán bằng những cái đồng tiền đồng thôi. Đây mình sẽ lấy ra một ít đồng tiền đồng để chúng ta có thể mua ha. Rồi, để coi mua được bao nhiêu nào.
1, 2, 3, 4. À, mua được có 4 viên thôi. Thôi kệ, không sao. 4 viên là cũng ok rồi. Tiếp theo là mình sẽ mua thêm một ít cái Treasure Legendary ha. Những cái kho báu huyền thoại. Làm thêm 2 cái đồng tiền bạc nữa. Để đủ 4 đồng tiền. Và chúng ta sẽ mua một cái kho báu huyền thoại ha. Đây. Ê, trên này còn bán nè. Với giá 2 đồng thôi. Ồ, làm thêm 2 đồng nữa. Mua luôn. Hồi nãy xui rồi, bây giờ hy vọng là mở rương là hên nha. Hên. Ê, áo mới. Được. Cái tiếp theo. Hên. Ồ, một cái rìu. Ok, cũng tầm được giờ. Cái áo này là phải một cái áo xịn, thật là xịn nha. Để bù đắp cho những thiệt hại của tôi trong ngày hôm nay nha. Cái gì đây? Cái áo gì đây? Cái áo ú là trời. Cái áo hình con hồng hạc hay con ngỗng vậy? Nó quấn quanh người mình này. Trời đất ơi, cái áo. Ủa. Dữ dằn dện vậy. Ồ, áo này màu đen nha. Hơi bị đã có 2 cái cấp luôn nè. Được, mình sẽ lấy những cái Wutat Crystal mình ghép vào ha, để cho lên cấp các thứ luôn, mặc đi khám phá đồ. Áo hơi bị chiến nha. Ui, màu hồng nam tính luôn. Chắc này chắc búp độ nam tính đây. Nhưng mà có vẻ nó không có hợp với cái set đồ mình đang mặc cho lắm nha. Cũng đúng. Nhưng mà thôi kệ đi. Giờ trước mắt chúng ta mới nâng cái kỹ năng mới nâng cái talent chứ. Mới nâng cái tài năng là thợ săn kho báu rồi. Hy vọng là một xíu mình loot đồ nó sẽ ra nhiều đồ tốt hơn. Còn bây giờ thì chắc mình sẽ đi chế tạo đá kho báu thôi. Hết rồi. Hồi nãy mới mua được 4 viên nè. Giờ thì mới tiếp tục chế tạo á. Công thức lần này thì nó khá là rẻ thôi. Redstone, quả điệp khúc, bánh kem với lại một ít đá andesite. Hy vọng là viên tiếp theo công thức nó vẫn rẻ giống như lần đầu nha. Rồi, một viên nè. Vô. Ôi, lần này lại cần bánh kem. Không rời chế tạo nó cần nhiều bánh kem thế nha. Lần 2 là thấy hơi mắc rồi đó. Hy vọng là lần 3 đỡ một xíu đi. Để mình còn nhanh đi khám phá nào. Ồ, lần 3 đỡ hơn nè. Lần 3 chủ yếu là đất thôi. Sao không? Nãy giờ chúng ta có 3 viên. Mà còn 1 viên thôi, chế tạo nốt luôn. Chứ để đó chi mất công ha. Rồi, cuối cùng thì cũng được đi. Chủ yếu là lúa và sỏi ha. Hết rồi, hết đá kho báu rồi. Ít hôm chắc phải đi săn. À không, đi đào thêm quá. Vì số trader kho bán đá kho báu của mình gần như là hết sạch rồi. Mà quên. Cửa hàng. Cửa hàng linh hồn bây giờ bán cho mình một cái siêu up the architect. Ôi, một cái siêu xịn. Hay là mình để dành tiền mình mua chìa khóa tiếp nhờ. Hay là để dành linh hồn mua chìa khóa tiếp ta. Nhưng mà mình thấy cái siêu này rất là hiếm nè. Chế tạo nó cũng được nhưng mà hơi mắc thôi. Thôi thì mình mua được mình mua đi nhờ. Mua để dành đi. Hợp lý. Có thêm một cái siêu xịn. Cất vô lẹ liền. Rồi. Và bây giờ thì mình sẽ cùng nhau. Ôi, tính ra trên cái bàn này mình còn để một cái viên đá kho báu này. Trời ơi, vậy mà hồi nãy quên lấy theo. Trong đây nó có may mắn các thứ nè. Nhưng mà viên đá tiếp theo thì sao? Cho dòng gì? Viên đá tiếp theo có vẻ là không có xịn bằng rồi. Thôi, mình sẽ ưu tiên lấy cái may mắn với lại tốc độ này nhá. Ok. Chúng ta sẽ đi một cái cánh cổng may mắn với tốc độ. Hy vọng là sẽ vượt qua dễ. Let's go. Lần này thì không có rồng rồi nên không có sợ rồng hy sinh nữa. Ôi, what the heck, sao bây giờ quái nó mạnh như vậy? Không ổn rồi. Ui, bây giờ mấy cái NPC YouTuber mạnh lắm. Trời đất ơi.
Ôi, giờ mới muốn khám phá là hơi căng rồi nha. Không đơn giản giống như lúc trước rồi. À, mình quên lấy mũi tên ra. Ui, còn có những cái con zombie nó mặc giáp nữa nè. Càng ngày càng khó rồi. May là bây giờ nó chỉ mới mặc giáp sắt thôi á, nên còn đỡ đỡ ha. Chứ nhỏ mà nó mặc giáp kim cương thì bây giờ là mình quýnh chắc gãi ngứa cho nó luôn á. Nãy giờ vẫn chưa có dịp cái dòng thợ săn kho báu của mình phát huy công dụng nha. Mình chưa tìm được những cái rương to ấy, nên chưa biết là đồ trong đó nó sẽ cho như thế nào này. Phiến đá đầu tiên, phiến đá đầu tiên. Căn phòng này thì... à, có bắt đầu có những cái rương to rồi nè. Ồ, giờ còn có những cái rune đó. Ồ, rune này nó có công dụng là nó sẽ enchant ngẫu nhiên hả ta? Ồ, ngày càng nó còn cho mình thêm những cái đồ mới mới không này. Ồ, có phiến đá đây luôn. Yes, vậy là chúng ta đã được hai phiến đá rồi. Ồ, trong này còn có con... còn có lừa nữa này. Ao sen. Ồ, lừa có tên luôn nha. Wow, được đấy. Phiến đá thứ 3. Cạnh luôn, cạnh luôn. Cạnh phiến đá thứ 3 là phiến đá thứ 4. Rồi, vậy là đỡ áp lực hơn rồi đó. Còn một phiến đá cuối cùng thôi. Đây rồi, đây rồi. Căn phòng mà có nhiều cái rương xịn xịn nhất ở đây nè. Mình sẽ đi xuống tầng hầm trước ha. Rồi, kiểm tra thôi. Ui, các bạn. Hướng nào có các bạn thì mình nên né ra liền. Ui, sao lại thành cái... Ui, tôi xong rồi. Mình xui quá. Ý là tăng tỷ lệ loot rương gặp được đồ xịn rồi đó mà vẫn không gặp được. Nhỏ thế là cùng rồi. Thử với căn phòng này coi. Đây đây căn phòng. Vẫn không có. Như vậy thì xuyên suốt cái chuyến đi này gần như là mình không gặp được bất kỳ một cái áo giáp nào luôn á. Nè 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 nè, thỉnh thoảng mình sẽ gặp những cái NPC mà có hình dấu sao như vậy, thường là sẽ rất là mạnh nha. Căng thiệt cái chứ. Nên khi gặp những NPC đó thì mình phải tập trung. À vâng rồi, mình đã tìm được cái căn phòng kho báu cuối cùng rồi. Nhưng mà để mình loot rương cái đã. Căn phòng này nhiều rương giấu trên đồ cây nè. Ôi sao quen quen á nhờ, hình như lần trước cũng vậy đúng không? Tiếp theo là xử nốt mấy cái con zombie lén phén quanh cái chỗ đánh boss. Và chúng ta sẽ kích hoạt boss ngay bây giờ thôi. Triệu hồi Eternal ra. À vô. Mình sẽ cho boss quýnh Eternal sắp mặt đi. Bật kệ boss Eternal của mình luôn. Này thì dám ha. Sát hại rồng của mình hả? Cho lãnh hậu quả liền. Ui boss rồi. Ui Eternal mình tóc biến đi đâu rồi. Ui nhưng mà con boss đâu rồi ta? Mình không thấy con boss này. Ủa nó đâu nhờ? À đây 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 đây. Nó quýnh Eternal mình sắp mặt ở dưới này nè. Ăn cơ đi. Ừ, quýnh Eternal đi. Công việc còn lại của mình là tiêu diệt con boss này thôi. Eternal mình cũng rỉa được một ít máu á. Cũng ok. Ây da. Ui sao boss mạnh vậy? Boss nó chặt mạnh lắm. Ở đây mình có gốc cây mình núp được. Ừ, mình núp dưới được gốc cây mình chặt nó. Ổn mà, ổn mà. Ổn thôi, ổn thôi. Mọi chuyện sẽ ổn, mọi chuyện sẽ ổn. Mình sẽ núp dưới đồ cây. Này thì boss nè. Mạnh thì mạnh nhưng mà núp dưới đồ cây thì cũng không có đỡ nổi đâu. Lần này mà mở rương boss mà nó không có ra đồ xịn nữa là mình thấy cái kỹ năng mình vừa học là cực kỳ bèo luôn á. Ồ, thôi xong rồi. Cái kỹ năng mình học nó hơi bèo nha. Bình thường mình mở còn nhiều, mở rương boss còn nhiều giáp hơn ấy. Học xong rồi sao mở ra đúng cái áo giáp vậy? Bây giờ may mắn cấp độ của mình là cấp độ 1 thôi. Toàn rồi, mở thử coi. Ồ, nhưng mà nó cho mình cái áo giáp
Phan khe luôn. Ê, vàng vàng là thấy khoái khoái. Wow. Cái áo giáp này đẹp ơi. Nó cũng có hai cái điểm cấp độ. Mình lại phải cần cái Wutat Crystal rồi. Mình sẽ ghép vào cái áo này ha, để cho nó lên cấp trước. Rồi, cho mình thêm độ bền với kháng đẩy lùi nè, rồi parry các thứ. Nhưng mà nhìn chung cái áo này nhìn có vẻ đẹp ha. Có vẻ đây là cái áo mình ngầu nhất từ trước tới giờ mình sở hữu luôn. Ngầu hơn cả cái áo này luôn nè. Wow, nó có hai cái phần sau lưng không biết là gì nữa ta. Không biết có bay được không á. À, như không bay được. Chắc để trang trí á. Nhưng mà nhìn ngầu đét á. Mà vì rồng của mình đã ra đi rồi, thế nên bây giờ mình bắt buộc phải kiếm thêm một em rồng khác thôi. Mà lần này thì mình sẽ ưu tiên mình up trứng rồng sấm sét thử nha. Đây, đây là một trứng rồng sấm sét mà mình vô tình có trong cái chuyến săn rồng ở dưới hang nè. Nhưng mà với thời tiết hiện tại thì trời không có mưa được rồi. Phải đợi khi nào trời mưa rồi có giông bão các thứ thì chúng ta mới có thể up được cái trứng rồng này. Vậy thì trong lúc chờ đợi mình sẽ đi khám phá cùng với cái áo giáp mới nè. Ui, công nhận cái áo giáp này bay nhìn đẹp ghê á. Giống như mình đang có một cái đôi cánh lượn vậy. Khá là hợp lý ha. Mọi bữa đi khám phá còn có bé rồng, nay chả có bé rồng. Tự nhiên gặp mấy thanh niên một mắt này, chướng tay cái mắt kìa, bắn luôn. Mình đã không còn gì để mất rồi. Rồng cũng đã mất rồi. Là xúc luôn. Chướng tay cái mắt. Này thì một mắt hả? Chăn cù thì kiếm chỗ khác chăn. Này thì đứng giữa đường chăn cù hả? Xúc luôn. Nóng rồi. Còn đây là gì đây? Oh. À, cái này là cái giếng cho mình hiệu ứng đào nhanh á. Đào nhanh tốc độ các thứ hay sao ấy. Đúng không? Không biết nữa. Nhưng mà nó kêu mình nhảy xuống thì mình nhảy xuống thử cũng chả có chuyện gì xảy ra hết. Kế bên này thì nó có một cái kim tự tháp nè. Được tiến trình gì ạ? Tom up the arrogant. Wow. Mình gặp được kim tự tháp gì đây? Có căn phòng gì nè. Ôi, nhiều xương lắm. Này thì xương bắn xương luôn. Đập đầm spawn các thứ ha. Ui, sao nó nhiều treo nhiều đầu lâu thế. Mà sai rồi, cái này phải gắn đầu con xương đen vô mới đúng. Gắn gì hơi sai nha, để mình kiếm cái búp lông có mực đen mình sơn lại cho. Thì nó sẽ tạo thành boss leader á. Còn xương nữa nè. Trong đây chỉ có vậy thôi hả? Và ở đây nó có yêu cầu mình là... cái này là gì đây? Thôi tốt nhất mình nên đập cái vàng ra trước đi. Mình không biết là nó có cần phải dùng tới không, nhưng mà lấy cái vàng trước ha. Còn bên này nó kêu mình ấn cái này, nhưng mà không được ấn cái này. Mình chơi ngược lại, mình ấn cái này luôn. Dụ mình. Wither. Có quyển sách Wither gì nè. What the heck. Làm sao để triệu hồi Wither và trở nên giàu có. Triệu hồi hả? Mình có nên về nhà lấy cái đầu xương đen ra đây triệu hồi quýnh cho bỏ ghét không nhỉ? Ui, mình ấn cái này nó phát nổ rồi. Oh my god. Wow, các bạn thấy chưa? Lúc đầu mình chọn cái bên không nên nhấn á, thì nó lại ra cái rương á. Quay tính ra lúc đầu mình chọn đúng rồi đấy. Gì đây? Danh trại cướp bóc gì đây? À, đây là danh trại của dân làng hả? Trời ơi trời, tình cảm gì vậy? Phát cơm chó luôn hả? Ok, I'm fine, nữa. Sao làng này... làng phát cơm chó rồi. Phát cầm chó lấy cái chuông luôn. Này thì phát cầm chó nè. Cái rương sao mở không được. Rương có cái bản đồ. Ok. Còn mấy dân làng nào phát cầm chó. Gì hoài vậy ta? Sao mỗi tâm là... Ok. Tâm nào cũng có cẩu lương hết là sao? Có bác này FA nè.
Chúc mừng bác đã gia nhập hội F3 nha. Ê ê ê, heo rừng, heo rừng. Ây da, mấy con heo rừng này. Ui dồi ôi, đã F3 mà còn bị heo rừng tấn công. Ôi 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 ôi, rồng tấn công. Rồi hai bác dân làng vô cái tâm kia đã bị rồng ăn thịt rồi. Sao người lại ăn thịt, sao người lại ăn thịt dân làng kia? Mặc dù ta biết người F3 mà, nhưng mà cũng đâu cần phải làm thế đâu. Trời ơi, con rồng F3 này nó đã ăn thịt hai cái bác dân làng kia rồi. Ừ mà thôi kệ, ai biểu phát cẩu lương cho người ta chi. Rồng nó thấy ghét nó ăn thịt là phải rồi, vừa cái bụng lắm. Rồi đó nha, mình cứu mấy bác dân làng khác rồi đó. Mình đi đây, không ở chỗ đó nữa đâu. Phía bên này mình phát hiện cái loài nhện tarantula gì nè, đúng không? Đúng rồi, nhện tarantula, nhưng mà con này cắn không có sao. Cắn đã ngứa hả? Ui ui, không đã ngứa đâu. Trời 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 trời, quên, lúc đầu đã ngứa nhưng mà cắn một hồi là tối thui màn hình luôn. Trời mưa một cái là mình bay lia lịa về nhà liền, để mình canh cái trứng rồng á. Đó, khi mà trời mưa thì trứng rồng đang có dấu hiệu là ấp nè, quay quay lúc lắc các thứ nè. Công việc còn lại của mình là chờ đợi thôi. Chỉ cần đúng một tia sét đánh nhẹ vô đây cái là rồng mình sẽ nở đó. Nhưng mà có vẻ xác suất đó khá là hiếm á. Đó đó đó, kìa kìa kìa, vừa nói hiếm, có sét đánh gần đây rồi. Được đấy nha, mình sẽ đứng ở đây để thu hút tia sét, biết đâu sét đánh trúng mình cái trúng luôn cả trứng rồng thì sao. Đây rồi, phải vậy chứ, chúng ta đã chào đón được một bé rồng sấm sét đầu tiên ha. Nhìn em rồng này cái mình nhớ lại rồng lửa của mình lúc nhỏ cũng vậy, nhưng mà chuyện đã qua thì thôi, cho nó qua đi ha. Giờ thì mình sẽ gán nuôi cũng như là bảo vệ bé rồng sấm sét này thôi, không có để trường hợp cũ xảy ra nữa. Lần trước của mình còn dư khá là nhiều thức ăn hay sao á, đúng không nhờ? Dragon, đúng rồi, mình còn khá là nhiều thức ăn nè. À được đó, mình sẽ cho rồng ăn tạm á. Tuy có 20 mấy phần ăn thôi nhưng mà chắc cũng đủ để rồng tăng thêm kha khá kích thước đây. Lên giai đoạn 2 rồi nè, quá là thích luôn á. Rồi ở nhà một thời gian đi, ít hôm nữa anh Sang có thêm thức ăn á, cho ăn lên cấp 3 rồi cùng nhau đi quẩy nha. Hôm nay có thể là một ngày sẽ rất là tuyệt vời nếu như không có sự hy sinh của rồng lửa của mình. Nhưng mà đây cũng là kiểu như là một bài học để mình cẩn thận hơn trong những trận chiến sắp tới, vì những kẻ thù sắp tới không còn dễ dàng vượt qua giống như lúc trước đâu. Cấp độ bây giờ đã tăng lên và kẻ địch cũng đã mạnh lên dần rồi. Mình phải tìm cách để tăng tiến cái khả năng phòng ngự cũng như là sức tấn công lên để dễ dàng vượt qua những cái cánh cổng kho báu hơn á. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến đi không được may mắn ngày hôm nay. Hy vọng những chuyến đi sau thì chúng ta sẽ may mắn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.